ra cái tăng này là tăng thứ hai. Cái tăng trước thì đi chỗ kia cậu cũng đàn đấy đã làm xong đâu, cậu cũng đàn kia làm xong. Đấy, thế mà đây là xong rồi đi rồi. Hôm nay đi xe qua đấy. Hôm nay đi được thì lại đi vòng tận ra ngoài 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 kia. Nhưng mà hôm nay là vào đấy là thấy xe đi được rồi. Trên nếu đi theo cái đường ven đê lên trên này có cái cầu tre đi qua được xong rồi đi vào xuống thì mất 6 cây nữa đi vào phố.